Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Hi guys, xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với những bài giảng của cô. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chinh phục một bài học mới vẫn với chủ đề của chúng ta là Our Tết Holiday, kỳ nghỉ Tết của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ đến với Lesson 3, A Closer Look 2, về phần ngữ pháp các bạn nhé. Và cứ khi nào mà cô cháu mình cùng nhau học phần ngữ pháp thì các bạn biết là sẽ phải ghi chép và nạp thêm những cái lượng kiến thức mới rất là nhiều. Nên các bạn hãy chọn về một nơi thật là yên tĩnh để mình có thể tiếp thu những cái kiến thức tốt nhất các em nhé. Về phần ngữ pháp ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến hai phần. Phần thứ nhất sẽ là về student for advice. Mình sẽ dùng động từ khuyết thiếu should hoặc là shouldn't dùng để làm gì ạ? Để đưa ra lời khuyên là khuyên ai đó nên hay không nên làm gì. Vậy thì cách dùng của hai động từ khuyết thiếu này như thế nào? Thì các em hãy chú ý lên bảng như sau. Thì chúng ta sẽ có câu khẳng định là khuyên ai đó nên làm gì. Mình sẽ có cấu trúc là chủ ngữ cộng với động từ khuyết thiếu should cộng với động từ nguyên thể. Đó, thì các em sẽ nhớ lại một lần nữa cho cô là những cái động từ khuyết thiếu của chúng ta cách dùng ấy là động từ khuyết thiếu dùng để bổ trợ cho những cái động từ khác ở trong câu. Nên mà đằng sau động từ khuyết thiếu chúng ta sẽ cộng luôn với động từ nguyên thể không có to. Nhớ chưa nào? Và ở đây chúng ta có cấu trúc là chủ ngữ should cộng với verb nguyên, nghĩa là khuyên ai đó nên làm gì. Ví dụ như là you should see a doctor. Bạn nên đi gặp bác sĩ đi. Câu này là dùng để khuyên khi mà ai đó bị ốm đó, đúng không ạ? Tiếp này, chúng ta sẽ có câu phủ định. Mình sẽ có là chủ ngữ cộng với shouldn't cộng với động từ nguyên thể khuyên ai đó không nên làm gì. Ví dụ, you shouldn't eat too much candies. Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo. Không nên ăn quá nhiều kẹo tại vì rất dễ bị sâu răng ấy, đúng không ạ? Tiếp này, và chúng ta có câu nghi vấn. Câu nghi vấn thì chúng ta sẽ luôn luôn đảo trợ động từ lên đằng trước chủ ngữ. Thì ở đây chúng ta sẽ có cấu trúc là should cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên thể là hỏi xem là có nên làm gì hay không đấy. Ví dụ như should he go to the dentist? Anh ta có nên đi gặp nha sĩ hay không? Phần này về động từ khuyết thiếu thì cô nghĩ nó rất là dễ để mà áp dụng ấy. Các bạn cứ nhớ là shouldn't dùng để chỉ lời khuyên ai đó nên làm gì hoặc không nên làm gì. Và đằng sau hai động từ khuyết thiếu này chúng ta sẽ cộng với động từ nguyên thể không có to các bạn nha. Đây, mình sẽ đi vào thực hành để làm luôn, nhớ luôn cho nó nóng. Bài 1 này. Look at the signs at the library and complete the sentences with should or shouldn't. Chúng ta sẽ quan sát những cái biển báo ở thư viện và hoàn thành câu dùng từ should hoặc là shouldn't. Ở đây thì người ta đang cho chúng ta là 4 câu, đúng không nào? Nhưng mà cái phần này nhá, các bạn chú ý này, khi mà mình xem những cái biển hiệu này thì mình sẽ biết ngay là những cái mà có cái gạch chéo này này là những cái mà cấm, là những cái mà chúng ta không nên làm. Thì cái bài này gọi là nhắm mắt cũng làm được luôn ấy. Tại sao? Cứ thấy mà cái chỗ nào mà gạch dấu chéo tức là không nên làm thì mình sẽ cho nó là gì ạ? Là shouldn't. Còn cái hình nào mà bình thường như thế này thì rõ ràng là một hành động nên làm thì mình sẽ điền là should thôi, đúng không? Thì ở đây nhá, chúng ta sẽ có từng câu như sau này. Câu đầu tiên với cái hình 1 ấy, you should keep quiet. You should keep quiet tức là bạn nên giữ yên lặng. Đó là một điều nên làm khi mà chúng ta đi vào thư viện. Yên lặng để sao ạ? Để mình bảo toàn cái không gian chung, chia sẻ không gian chung với mọi người. Ai cũng cảm thấy thoải mái. Câu 2 này. You shouldn't eat or drink. Bạn không nên ăn hoặc là uống. Thì ở đây nó đang có cái dấu gạch chéo thì biết là một điều không nên làm. Không nên ăn uống trong thư viện, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Người khác đang muốn tập trung vào việc mà mình cứ ngồi mình ăn xì xụp làm người ta lại cũng thèm theo là không có được, đúng không? Tiếp nhá, câu 3 này. You should knock before you enter. Bạn nên gõ cửa trước khi vào. Đây là một hành động lịch sự.
Tiếp theo, câu cuối này, câu 4. You shouldn't run. Có hình gạch chéo đúng không ạ? Là bạn không nên chạy. Chạy rồi va vấp rồi cũng tạo ra tiếng động các thứ nữa. Mà trong thư viện là phải sao ạ? Keep quiet, phải giữ yên lặng mà. Đấy, thì chỗ này điền should or shouldn't nó rất là dễ, đúng không các em? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập 2 này. Take the activities children should do at TED and cross the one they shouldn't. Chúng ta sẽ tick vào những cái hành động mà trẻ em nên làm trong dịp Tết và đánh dấu X vào những cái hành động mà các bạn ấy không nên làm. Thì ở đây người ta cho chúng ta là 8 bức tranh với những cái hành động liệt kê ở đằng dưới đây. Vậy thì để muốn biết xem là hành động nào nên làm, hành động nào không nên làm thì chúng ta phải hiểu nghĩa được những cái cụm từ ở dưới đây nó đang có nghĩa là gì đã, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta mới xem xét là những cái hành động này trong dịp Tết có nên, có được làm hay không. Thì đây nhá, chúng ta sẽ có tất cả là 8 cụm từ. Cô rất là mong các em hãy nhanh chóng ghi những cụm từ này vào vở, tại vì nó cũng coi như là một phần từ mới của bài học ngày hôm nay đó các em nha. Mình sẽ có này, behave well, tức là cư xử tốt, ngoan ngoãn đó. Eat lots of sweets, ăn nhiều đồ ngọt. Plant trees, trồng cây. Break things, làm vỡ đồ đạc. Go out with friends, đi chơi với bạn. Make a wish, ước mơ hay là viết một điều ước chẳng hạn. Fight, đánh nhau. Help with housework, giúp việc nhà. Thế là chúng ta đã nắm rõ mặt nghĩa của 8 cụm từ này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại quan sát bức tranh và tích xem những cái hành động nào nên làm ở trong dịp Tết. Ví dụ nhá, ở bức tranh số 1 này, picture 1, behave well, cư xử ngoan ngoãn, cư xử tốt thì rõ ràng là một hành động rất là khuyến khích, không chỉ ở trong dịp Tết đâu mà bất kỳ khi nào chúng ta đều phải hành xử một cách gì ạ? Ngoan ngoãn. Tiếp theo, eat lots of sweets, ăn nhiều đồ ngọt, đây là rõ là một điều không nên. Biết là Tết thì cũng nhiều bánh kẹo rồi nhưng mà ăn vừa thôi, không là thứ nhất là bị béo phì lên này, thứ hai là kiểu sâu răng các thứ nó không tốt cho răng miệng. Picture 3, plant trees, trồng cây. Trồng cây thì rõ là một hành động nên làm này. Break things là làm vỡ đồ đạc. Mà ở ngay cái bài số 1 mình đã nói là Tết là kiêng làm vỡ đồ rồi cơ mà. Thì đây sẽ là một hành động shouldn't, hành động không nên. Go out with friends, đi ra ngoài chơi với bạn ở bức tranh 5 thì là một hành động nên chứ. Tết là cái quãng thời gian mà chúng ta được nghỉ. Được nghỉ thì dành một chút thời gian để đi chơi với bạn thì cũng không ảnh hưởng gì. Tiếp này, make a wish, viết ra điều ước. Thường thì đó cũng là một cái hành động rất là hay trong dịp Tết, là những cái ngày đầu năm mới chúng ta sẽ khai bút đầu xuân, viết ra những cái điều mà các em mong muốn đạt được trong một năm tiếp theo. Thì đây là một hành động sự nên làm. Fight, đánh nhau, dịch cái là biết là không nên rồi. Help with housework, giúp đỡ việc nhà, chứng tỏ mình là một đứa con ngoan, bố mẹ sẽ thấy là thêm sang năm mới, thêm một tuổi là mình cũng đã lớn lên, cũng đã biết giúp đỡ bố mẹ rồi. Thì đây là một hành động nên làm đúng không nào các em? Đó, thì ở đây nhá, trong bức tranh này có 8 bức tranh đúng không? Thì có 3 hành động là không nên làm, còn những hành động còn lại là nên làm trong dịp Tết nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với bài 3. Work in pairs, look at the activities in two, take turns to say what you think children should or shouldn't do. Cái phần này là chúng ta sẽ áp dụng cái động từ khuyết thiếu mà mình đã học là should hoặc là shouldn't để đưa ra lời khuyên cho các bạn nhỏ là nên làm gì hay không nên làm gì dịp Tết đó. Ví dụ này, children should behave well, tụi nhỏ nên cư xử có lễ độ, cư xử ngoan ngoãn. Children shouldn't eat lots of sweets, các bạn nhỏ thì không nên ăn nhiều đồ ngọt. Tương tự, các em hãy dùng cấu trúc chủ ngữ cộng should hoặc shouldn't cộng với phước nguyên để thành lập ra những cái câu đưa ra lời khuyên nên hay không nên làm gì cho các bạn nhỏ vào dịp Tết nhé. Đây, ví dụ một số cái này. Children should plant trees, các bạn nhỏ thì nên trồng cây.
Children shouldn't break things. Không nên làm vỡ đồ này. Children should go out with friends. Các bạn thì nên đi chơi với bạn bè này. Children should make a wish. Children shouldn't fight. Children should help with housework. Đó là những cái phần mà chúng ta nên hay không nên làm thì nó rất là dễ thôi. Mình cứ ghép chủ ngữ là children cộng với động từ khuyết thiếu should hoặc là shouldn't cộng với những cái hành động ở trong bức tranh. À, bài tập 2, cụ thể ở đây là chúng ta có 8 hành động đó các em nhé. Đây cũng là một cách để chúng mình ôn lại những cái hành động vừa rồi để nhớ thêm một lần nữa nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2, phần trọng điểm ngữ pháp của ngày hôm nay. Bên cạnh cái động từ khuyết thiếu should và shouldn't, mình sẽ được học về từ some và any dùng để miêu tả, dùng để chỉ số lượng đó. Đầu tiên mình sẽ có từ some. Vậy thì từ some này nó nghĩa là gì? Thứ nhất ấy, some này mang nghĩa là một số, một vài, và nó được dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được, tức là danh từ nào nó cũng cân được hết. Ví dụ như là some food. Food ở đây là danh từ không đếm được, đúng không ạ? Some apples là một vài quả táo. Apples thêm s là một danh từ đếm được số nhiều này. Và cái chữ some của chúng ta thì sẽ được dùng trong câu khẳng định, câu lời mời và trong lời đề nghị. Các bạn phải cố gắng nhớ cái phần này nhá, để tí nữa mình còn phân biệt giữa some với là any đấy. Thì nhớ cho cô, some dùng trong câu khẳng định, trong lời mời và trong lời đề nghị. Chúng ta có ví dụ này. There are some cups in the kitchen. Có vài cái cốc ở trong nhà bếp này. Could you like some soda? Bạn có uống một chút soda không? Thì đó là lời mời. Hay là may I have some salt please? Tôi có thể có một chút muối không? Thì đây là lời đề nghị các bạn nhé. Nhớ cách dùng này. Some dùng trong câu khẳng định, trong lời mời và trong lời đề nghị. Nhớ chưa nào? Tiếp tục thì chúng ta sẽ có từ any. Any thì nghĩa là một ít, một chút, và nó được dùng với danh từ đếm được và không đếm được. Thì cái điểm này là nó giống từ some đúng không? Nhưng mà cái chữ any này nó được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Nhớ chưa? Some thì khẳng định, lời đề nghị, lời mời. Còn any là dùng trong câu phủ định, câu nghi vấn. Ví dụ, I don't have any books. Tôi chẳng có cuốn sách nào cả. Hay là do you have any coffee? Bạn có chút cà phê nào không? Thì đây nhá, thấy cái chữ don't không? Thì rõ ràng don't have ở đây là phủ định này. Mình phải dùng any chứ không được dùng some trong câu này. Tại vì some là dùng trong câu khẳng định. Hay là đây là câu nghi vấn. Do you have any coffee? Đó, chú ý cách dùng của hai từ này. Khi mà các em nắm rõ được cách dùng của some và any thì mình làm bài nó cũng sẽ đúng hơn các bạn nha. Đây, đi vào thực hành luôn này. Complete the sentences with some or any. Hoàn thành những câu dưới đây với some hoặc là any. Ở câu số 1 này. What do you need to decorate your room? Bạn cần gì để trang trí phòng của mình? I need color paper and pictures. Các bạn chú ý nhé, ở đây nó đang là một câu khẳng định. Color paper là một danh từ không đếm được này. Pictures là một danh từ đếm được. Thế từ gì mà đi được với cả danh từ đếm được, danh từ không đếm được và dùng trong câu khẳng định? Thì chỉ có thể là some thôi. Nên đáp án của chúng ta sẽ là I need some color paper and some pictures. Tôi cần một ít giấy màu và vài bức tranh. Tiếp tục câu 2 chúng ta có Do you have free time for sports? Bạn có chút thời gian rảnh nào cho thể thao hay không? Các bạn hãy xác định đây là một câu nghi vấn. Mà câu nghi vấn thì chúng ta phải dùng some hay any nhỉ? Chúng ta sẽ dùng any. Nên đáp án của câu này sẽ là Do you have any free time for sports? Yes, I do. Có chứ, tôi có dành thời gian cho thể thao. Câu 3 này, are there, tương tự như câu 2, ở câu 3 này mình đầu tiên chúng ta đang có cái câu nghi vấn. Mà câu nghi vấn thì phải dùng gì ạ? Dùng any. Mình sẽ có là gì đây? Are there any interesting activities here during Tết? Ở đây thì có những cái hoạt động thú vị nào trong dịp Tết hay không? Và để trả lời cho câu hỏi nghi vấn ở trên, người ta đang đưa ra một câu khẳng định. Mà câu khẳng định như cô đã nói rất là nhiều lần rồi, chúng ta sẽ dùng gì ạ? Chúng ta sẽ dùng some. Nên đáp án chỗ cuối cùng sẽ là Yes, there are some traditional games like human chess
running and cooking. Có chứ, có một vài những cái trò chơi truyền thống như là cờ người, chạy hay là nấu cơm. Rồi, ok nha, tiếp tục bây giờ chúng ta được đà tiến tới luôn. Là mình sẽ chinh phục tiếp bài tập 5. Work in pairs, look at the phrase. Make sentences with the words or phrases provided using some or any. Ở đây người ta đang cho chúng ta những cái danh từ chỉ đồ ăn, thức uống đó. Ví dụ như egg, trứng này, fruit juice, nước ép này, apples, táo, bread, bánh mì, banana, chuối và cheese là phô mai. Các em hãy quan sát trong tủ lạnh này xem là, nhìn xem ví dụ như có trứng chẳng hạn, thì mình sẽ viết câu gì ạ? Có vài quả trứng trong tủ lạnh, đúng không? Hay là mình nhìn xem nước ép hoa quả trong này có không? Có thì mình sẽ viết một câu là có vài nước ép này, có một chút nước ép này. Không có thì mình sẽ nói là không có chút nước ép nào cả. Kiểu như vậy, quan sát trong tủ lạnh và nói xem là trong tủ nó có những cái gì và không có những cái gì. Và lưu ý cho cô về danh từ số ít và danh từ số nhiều. Số ít thì phải đi với dây y giờ, đúng không? Số nhiều thì đi với dây a. Và cách dùng some, any thì nhớ là some là dùng trong câu khẳng định, còn any là dùng trong câu phủ định các bạn nhé. Đây, cô sẽ đưa ra cho các bạn một số ví dụ. Các bạn hãy dựa vào đó để tiếp tục quan sát và viết tất cả những cái thứ gì nó có xuất hiện ở trong tủ lạnh ra nha. Đây nhá, there are some eggs là gì ạ? Có một vài quả trứng. Đây, chúng mình thấy vài quả trứng đây này. There is some fruit juice. Có một chút nước ép. Tại sao lại dùng J-E-Z? Tại vì fruit juice là một danh từ không đếm được. Và tại sao lại dùng some? Tại vì đây là một câu khẳng định các bạn nhé. Tiếp này. There aren't any apples. Không có một trái táo nào cả. Any dùng trong câu phủ định này. There isn't any bread. Không có một chút bánh mì nào cả. There are some bananas. Có vài quả chuối. Và cuối cùng, there is some cheese. Cheese phô mai là một danh từ không đếm được nên chúng ta sẽ dùng there is các em nhé. There is some cheese. Có một chút phô mai. Tương tự như vậy thì các bạn cứ thử liệt kê tất cả những cái thứ mà các bạn quan sát thấy được trong tủ lạnh xem là có hay là không có nha. Rồi, ok. Sau khi mà hoàn thành xong bài tập này thì cũng đã kết thúc luôn bài giảng của cô ngày hôm nay rồi. Rất là cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo nhé. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.